Nè, con quýt nha. Bà kêu chị Huệ lột quýt cho con ăn. Quýt ngọt lắm. Bà biết con thích ăn quýt đó. Mới sai chị Huệ ra chợ kiếm mua cho bằng được cho con đó. Thôi, con mang đâu, chua lắm. Sao vậy? Chưa ăn mà sao biết chua? Để coi chị Huệ lột cho con ăn rồi con ăn thử coi. Tiểu Minh, nè, quýt đó, chua chua ngọt ngọt ăn mới ngon. Để chị ăn thử cho em coi nha. Đó, thấy không? Đó, chị Huệ ăn đó. Có chua đâu. Tiểu Minh à, em á là cháu đích tôn của nhà này. Em phải ăn nhiều mới khỏe mạnh mau lớn được. Trời ơi, nhỏ này nói gì kỳ vậy cả. Dạ. Trời, có biết cháu đích tôn là sao không? Cháu đích tôn á phải là con của cậu hai, chứ không phải Tiểu Minh. Nói bậy không à? Dạ, con xin lỗi bà, con lỡ miệng. Nhưng mà bà, sao bà biết á đứa bé trong bụng có mợ hai là con trai? Trời ơi, bà già mà. Bà nhìn cái bụng là bà biết con trai hay con gái rồi. Chắc chắn kỳ này là bà có cháu đích tôn rồi đó. Dạ, bà, mợ hai nói với con á là trời Phật thương mợ hai nên mới cho mợ hai là cấn thai. Chứ mợ hai nghĩ đâu là mợ hai hiếm muộn rồi đó bà. Phải rồi đó con. Vợ chồng nó ở với nhau 10 năm rồi chứ phải ít ỏi gì đâu. Đi chạy dại cầu xin hết chỗ này chỗ kia để cầu con đó. Vậy mà cái lúc tuyệt vọng nhất á thì lại đạt ước nguyện. Trời ơi, vợ chồng nó mừng quá. Nói thiệt nha, vợ chồng nó mừng một chứ bà mừng tới 10 lần. Dạ. Là từ nay trở đi là bà có cháu đích tôn rồi. Bạn hai có mua bánh cho con không? Trời đất ơi, mới ăn no con, sao lại đòi bánh? Dạ mợ, bà có mua bánh cho Tiểu Minh. Nhưng mà bây giờ con ăn no rồi, đợi một lát nữa hay ăn hen. Dạ, vậy bây giờ con đi chơi nha. Nè, nè. Dạ. Nội dặn nha, không có được chạy nhảy nha. Mới ăn cơm no không có được chạy nhảy. Nè con. Dạ. Chạy theo em, trông chừng nhắc nhở nó. Dạ. Đừng có cho dạ nó chạy nhảy nghe không. Dạ. Ừ. Ê, Tiểu Minh, Tiểu Minh, chờ chị. Thiệt tình cái thằng bé này. Còn con nữa, cái thai cũng lớn rồi, đi đứng nặng nề, con phải nghỉ ngơi nhiều. Chuyện nhà cửa chợ búa đó con không cần phải nhúng tay vô nữa. Dạ con biết rồi mẹ. Dạo này con cũng không có đi chợ nữa. Nhưng mà hôm nay con có đi chùa, sẵn dịp ghé chợ mua ít vải về may tả với Khang. Ừ, vậy thì được. Nè, đi đứng phải nhớ cẩn thận nghe không. Ăn uống bồi bổ nhiều vô, để cho cháu đích tôn của mẹ được khỏe mạnh chứ. Dạ. Ủa, mẹ với lại chị dâu nói chuyện mà sao nàng căng thẳng quá vậy? Bộ không biết gì hết hả? Vợ chồng mình sắp bị đuổi ra khỏi nhà rồi kìa. Vô tâm vô ý, không biết để ý gì hết á. Nhà này là nhà của ta, đứa nào dám nói chuyện sằng bậy ở đây? Tôi nè, chính tai tôi nghe. Mẹ nói tất cả tài sản của nhà này là của đứa cháu đích tôn. Ủa, bà bị gì vậy? Quy định của nhà này từ hồi nào tới bây giờ, cháu đích tôn sẽ là người thừa kế gia sản, có gì đâu phải suy nghĩ. Thì cháu đích tôn là con trai của mình chứ ai. Ai nói với ông con trai của mình là cháu đích tôn? Nhà này có một mình Tiểu Minh là con trai của mình thôi, nó không phải là cháu đích tôn chứ là gì chứ. Bởi vậy, cái con người của ông cái đầu không biết trước cái gì ở trong đó nữa, không bao giờ biết suy nghĩ gì hết. Ông không thấy hả? Cái bụng của chị hai, cái bụng đang trình hình kìa. Trời ơi, tưởng cái gì? Cái bụng vậy sao biết con trai hay con gái hả? Thì đó, làm sao mà biết được. Ờ hả? Nếu lỡ con trai thì sao ta? Ảnh là trai trưởng. Bây giờ có con trai, có nghĩa là nó sẽ là cháu đích tôn. Tất cả tài sản sẽ thuộc về nó. Còn vợ chồng mình không được bất cứ quyền lợi gì hết. Biết rồi. Tuy là không có quyền, nhưng không ai dám đuổi chúng ta ra khỏi nhà đâu, đừng có lo làm gì. Sao không lo được chứ? Tôi không cam tâm. Tôi không thể nào mà đi ra đi vô cái nhà này mà không có một chút tài sản hay là quyền hành gì trong nhà này. Mình không cảm thấy thiệt thòi hả? Không cam tâm thì được cái gì?
ta là con thứ, phải chấp nhận quyền huynh thế phụ thôi. Từ ngày cha mất đi, mẹ đã giao cho anh hai quản lý hết mọi việc, từ trong nhà cho đến đất đai ruộng vườn. Ta có bất mãn cũng không dám ra mặt. Đặng biết đó, mẹ rất nghiêm khắc mà. Không được. Nè, không có được làm chuyện đó nghe chưa? Không được làm. Không được thì thôi, làm gì dữ vậy? Tôi á là tôi nghĩ cho tương lai vợ chồng mình, cho thằng Tiểu Minh con trai mình kìa, chứ tôi có nghĩ riêng cho bản thân tôi đâu. Tôi đã nói là không được là không được. Nè 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 nè, đi đâu? Đi uống rượu nữa hả? Không, anh hai kêu ta đi qua làng bên với anh ấy, nhưng mà nãy giờ ta không thấy anh ấy đâu hết. Trời ơi, sao nãy giờ không nói sớm? Anh hai nãy hỏi tôi á là mình đâu, tôi nói là mình đang ngủ rồi. Sao mình không kêu tôi vậy? Trời đất ơi, phải có việc thì anh mới kiếm tới tôi chứ. Mẹ mà biết hả, nói ta là đồ vô dụng cho coi. Thì bây giờ chạy qua bên đó đi, qua làng bên á, chắc là gặp anh ở bển á. Ta không có đi tìm anh hai để làm cái gì hết á. Bữa nay không đi thì ngày mai đi. Qua bển thu mua lúa thóc thôi mà, bên đó trúng mùa, nghe nói giống tốt, cho nên anh mua để dự trữ. Ồ, bây giờ không đi kiếm anh hai, đi uống rượu nữa hả? Đúng, đi nhậu. Trời đất ơi, trời ơi, chuyện tới nước này, tại sao không lao tính toán đi? Sao bị đuổi ra khỏi nhà kìa? Ngày nào cũng lo ăn chơi nhậu nhẹt hết vậy. Ta đi đâu làm gì là việc của ta. Ta nói cho nàng biết, ta rất ghét lèm bèm. Trời ơi, nhưng mà chuyện này phải tính chứ. Đi rượu chè hoài, thứ đàn ông gì đâu mà nhu nhược, không biết tính toán hả? Lấy gì làm gì không biết nữa. Dạ anh hai, anh hai kêu em có chuyện gì hả? Hôm rồi lão phu ở làng bên mua bầy trâu, đưa cho chú đủ 100 nén bạc. Sau về nhà chú đưa cho anh chỉ có 40 nén. Còn dám nói là lão ấy thiếu lại tháng sau mới trả. Dạ tại vì lúc đó em cần tiền, nhưng mà em không dám nói với anh, cho nên em liều một phen. Anh hai tha lỗi cho em nha anh hai. Chú cần tiền làm gì? Tại sao không nói với anh mà lại ăn chặn kiểu đó? Dạ tại em lỡ thua bạc anh hai à, cho nên là em sợ, em đồng liều luôn. Em định là tháng sau em kiếm tiền em trả lại cho anh hai mà. Lại đánh bạc, thua rồi tiếp tục đánh để gỡ, đúng chưa? Chú thua bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chừa? Chú còn nhớ chú mượn tiền anh bao nhiêu lần để trả nợ cờ bạc chưa? Dạ em nhớ, nhưng mà anh hai ơi, lần này em hứa là lần cuối đó anh hai. Thiệt tình, tôi khuyên hoài mà chú không nghe. Suốt ngày chú hết cờ bạc rồi rượu chè. Giao việc cho chú thì chú làm bê trễ, chẳng thèm ngó ngàng gì tới. Rồi bây giờ chú lại gây ra nợ nần như vậy, lại giở trò ma mảnh. Anh phải nói chuyện này cho mẹ biết. Anh hai, em xin anh hai. Anh mà nói chuyện này cho mẹ biết, có nghĩa là anh giết em chết đó anh hai. Từ trước tới giờ, mẹ luôn la rầy em là ăn chơi. Bây giờ mà dở lỡ thêm chuyện này, có lẽ là mẹ đuổi em ra khỏi nhà tức khắc đó anh hai. Chú sợ mẹ như vậy mà chú vẫn làm chuyện sai trái. Nếu như tôi không nói, thì chú lại tái phạm nữa cho mà coi. Không có đâu anh hai, em hứa. Em hứa là từ nay về sau, em sẽ bỏ cờ bạc. Em sẽ lo tu tỉnh làm ăn. Em sẽ đi theo anh hai đi học việc. Anh hai. Nhìn anh hai. Được không anh hai? Nhớ anh hai, đây là lần cuối cùng. Nếu chú không chịu tu tỉnh, anh sẽ nói cho mẹ biết hết mọi chuyện. Lúc đó chú đừng trách anh không nghĩ tình. Dạ em biết rồi. Em cảm ơn anh hai rất nhiều. Dạ em biết rồi. Được rồi, chú ra ngoài đi. Dạ. Ủa vô đây, ngồi xuống.
vừa lòng mình chưa? Hả? Mình đừng có xài xỉ tôi nữa. Tôi biết lỗi của mình rồi. Tôi không nói tới cái chuyện đánh bạc. Mấy cái chuyện đó để qua một bên. Tôi xử sau. Tôi muốn nói tới anh hai của mình kìa. Tiền hai cũng đã bỏ qua. Anh đã hứa là anh không mép mẹ rồi mà. Đẹp mặt mình quá ha. Cũng là con trong nhà như ai á. Mà mình không hề có một chút quyền hành gì hết. Cũng không được đụng vào tiền bạc của gia đình nữa. Cần gì thì phải chạy tới nói với mẹ. Mẹ đồng ý thì mới được xài. Trong khi anh hai của mình thì sao? Anh nắm chìa khóa trong tay. Anh muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Muốn sắm sửa cái gì thì tùy ý. Nghĩ lại coi. Thì công việc làm ăn trong nhà này anh quản lý hết. Anh có quyền. Tao biết làm sao bây giờ? Mình cũng biết hoàn cảnh của ta rồi mà. Lèm bèm hoài. Mình á, không có làm ăn gì được hết á. Cái gì á thì mình cũng phải tính toán. Mình phải tính trước một bước. Mình nghĩ đi. Nếu như không có anh hai á, thì tất cả tài sản quyền hành trong cái nhà này là của mình. Mình muốn chi tiêu, ăn xài kiểu gì, đánh bài kiểu gì được, thì cũng không ai dám nói gì hết. Hiểu chưa? Lại ông đi qua, lại bà đi lại, làm ơn bố thí chút đồng bạc lẻ để sống qua ngày. Cô ơi, cô làm ơn bố thí cho lão một chút bạc. Mấy ngày nay lão bụng đói quá. Dạ mợ. Làm ơn làm phước. Làm ơn đi cô ơi. Dạ cảm ơn cô. Cảm ơn cô nhiều lắm. Cô à, cô á, thật là tốt bụng. Cầu cho cô gặp được nhiều may mắn và sanh được quý tử. À, lão không có gì. Lão xin tặng cô con rối này. Đây là con rối mà chính tay của lão đã làm từ giấy dụng. Cô nhận giùm đi cô. Ngày mai á, tôi đem hai cá qua cho chị nha. Con rối đẹp quá. Cảm ơn ông. Dạ không có chi. Trưa rồi, thôi mình về đi mà. Đội ơn cô. Đưa con rối đây cho ta. Dạ. Đây nè mợ. Con rối này dễ thương quá. Lão ăn mày kia thật khéo tay. Làm ra một con rối thật là đẹp. Mợ, ông ấy nói mợ chắc chắn sẽ sinh con trai. À, bà, bà. Gì vậy? Lão ăn mày mới cho mợ một con rối bằng vải rất là dễ thương. Lão còn nói á, mợ chắc chắn sẽ sinh con trai nữa đó. Con nhỏ này lúc nào cũng tâm hơ tâm hớt hết. Nhà mình đâu có thiếu cái gì đâu mà phải đi xin lão ăn mày. Dạ dạ, đâu có xin đâu. Tại vì á, mợ hai tốt bụng. Mợ hai cho tiền lão ăn mày, rồi lão ăn mày cảm kích cho mợ hai con rối bằng vải. Lão còn nói á, là con rối này là do chính tay lão làm đó bà. Ờ. Mẹ, mẹ xem nè mẹ. Trời ơi. Con biết cái này là cái gì không? Cái này là hình nhân thế mạng đó. Sao con lại đem cái thứ này về nhà? Dạ, tại con nghe ông ấy nói là tự tay ông ấy làm ra những con rối bằng vải này, cho nên là con mới nhận. Bà ơi, không phải hình nhân đâu. Đây là con rối bằng vải, dễ thương lắm. Bà nhìn kỹ đi bà. Mày biết cái gì? Dạ. Con không có biết. Con xin lỗi mẹ. Con á là con dâu trưởng. Một tay con quán xuyến hết công việc trong nhà. Không lẽ chưa nhìn thấy hình nhân bao giờ sao? Đem đi trả mau. Bà ơi, bà bình tĩnh đi bà ơi. Lỡ ông ấy đi mất rồi làm sao? Làm sao mà trả được? Không đi mất gì hết. Phải tìm cho ra để trả cho ông. Dạ. 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 Chắc ông ấy chưa đi xa đâu. Để con mang đi trả lại. Đi, đi nhanh lên. Dạ. Con... Ê, mở. Đi theo mở lẹ. Mở.
Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Mẹ, mẹ bớt giận đi mẹ. Trời ơi, trời ơi, con lại trời lại Phật, xin đem hết xui xẻo ra khỏi nhà con. Lại trời lại Phật, lại trời lại Phật. Công việc ở làng bên, tối mới về lên bà ơi. Ủa, chưa tới tháng sanh mà sao đau bụng vậy? Con cũng không biết thôi, nữa. Thôi vậy đi về lẹ lên. Dạ. Đi sách đi, đi bà lẹ. Mợ ơi, mợ ráng lên chút nữa đi mợ. Đừng 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 mợ. Mợ ơi, mợ ráng lên, mợ ráng lên chút xíu nữa thôi mợ. Trời ơi, đè con ơi. Sao tự nhiên nó đau dữ dội làm sao vậy? Trời ơi, có đứa nào không? Đi, đi, đi kêu thằng Hai về cái coi. Mẹ à, chồng của con với lại thằng Dần á, đi qua làng bên kiếm anh Hai, chắc cũng vừa sắp tới rồi đó. Trời ơi. Chút xíu nữa thôi nha mợ. Mà không biết tại sao vậy con. Tại sao mà nó đau dữ dội vậy? Bà mụ nói là chị Hai có dấu hiệu sanh, chắc là đau bụng chuyển dạ thôi. Không sao đâu, mày đừng có lo. Trời ơi, còn hơn một tháng nữa mới tới sanh, rồi bỗng dưng đau bụng chuyển dạ, vậy mà không lo sao được? Mợ ơi, bà ơi. Hả? Mợ Hai đang chuyển dạ sắp sanh rồi bà ơi. Vậy hả? Ủa, sao sanh sớm vậy? Dạ, tại mợ Hai bị động thai nên sanh sớm. Để con vô nấu nước sôi nha bà. Đi đi đi. Bà ơi, bà ơi. Dạ bẩm bà, con tìm, con kiếm cả buổi trời mà không thấy cậu Hai, không biết cậu Hai đi đâu nữa. Trời ơi, nghe nói nó sang làng bên đi ăn đám giỗ đó. Có qua bệnh kiếm không? Dạ có, nhưng cũng không thấy. À, con có nhắn lại rồi. Cậu Hai mà nghe tin, chắc cậu Hai chạy về liền đó bà. Rồi, cậu Ba đâu? Sao tao cũng không thấy? Dạ, cậu Ba kêu con về trước, báo cho bà Hai tin để bà khỏi trông. Còn cậu Ba quay lại kiếm cậu Hai lần nữa. Thôi, tôi đi vô đi. Dạ. Cái gì vậy con? Mợ Hai sinh con trai rồi bà ơi. Sinh con trai rồi hả? Dạ. Mẹ ơi, mẹ. Anh Hai con. Anh hai con chết rồi mẹ. Ai chết? Con nói cái gì vậy? Anh hai con nhậu say, té xuống sông chết rồi mẹ. Anh nói cái gì vậy? Ai chết? Anh có thấy tận mắt không? Có. Sau đó anh có quay lại coi, thì thấy anh Hai té xuống sông, úp mặt xuống nước, tắt thở chết rồi. Trời ơi. Mẹ ơi. Con nhỏ này. Dạ mợ. Quét từ sớm tới giờ mà chưa xong nữa. Bà thức dậy chưa? Dạ thưa mợ, chưa có dậy. Dạo này á, bà mệt mỏi lắm, thường thức khuya dậy muộn. Chứ sao mà khỏe được? Trong nhà này có khắc tinh mà. Khắc tinh? Chứ sao? Có khắc tinh ở trong cái nhà này, nếu như không tìm được người diệt nó thì nó sẽ hại tất cả mọi người trong nhà này chết hết cho mà coi. Trời ơi, nhưng mà ai là khắc tinh mà hại mọi người vậy mợ? Thằng bé con của chị Hai chứ ai. Nó là khắc tinh của nhà này. Trời ơi, mợ nói sao á? Con thấy em bé mặt mũi sáng láng đẹp đẽ, không phải là khắc tinh đâu mợ ơi. Cũng tại mợ Hai của mày đem cái hình nhân đó về nhà này, chính nó đã dẫn đường cho ma quỷ về nhà này. Chỉ chờ mợ Hai sinh con một cái là nó nhập vô liền. Trời ơi, mợ đừng có nhát con sợ ma lắm á. Mày mà sợ ai? Tao không có hù dọa ai hết.
Mày nghĩ lại đi. Từ cái bữa mà mợ hai của mày đem cái hình nhân về nhà này, tao đã có linh cảm xấu rồi. Không ngờ nó lại xảy ra. Mày không thấy trùng hợp kỳ lạ hả? Thằng bé vừa mới sinh ra một cái là cha nó lại chết. Mợ, nhưng mà cũng tội nghiệp mợ hai lắm. Từ lúc cậu hai mất tới giờ á, mợ hai không có ăn uống gì được hết trơn á, cho nên không có sữa cho em bé uống. Cũng may á là có vú nuôi, chứ không thôi em bé sống không nổi. Thương quá ha. Mày nói chuyện bao đồng tôi hồi nào vậy? Mày liệu cái thân mày nha mày. Nó không nghe gì hết trơn. Bước tiếp đi. Mẹ. Mẹ mới dậy hả mẹ? Mẹ khỏe không mẹ? Mẹ ngồi đi mẹ. Ba. Huệ, rót nước cho bà uống đi. Dạ. Mẹ, mẹ không được khỏe, muốn đi đâu thì cứ nói với con đưa mẹ đi nha mẹ. Mẹ không sao. Mẹ tính lên chùa cầu siêu cho anh hai con, sẵn cầu an cho mọi người. Dạ. Nhưng sao mà khó quá. Con, thay mẹ quán xuyến công việc trong nhà nghe con. Mẹ mệt mỏi quá rồi. Dạ. Mẹ ơi, hay là mẹ cứ để cho chồng con quán xuyến phụ mẹ, lo mấy công việc bên ngoài luôn nha mẹ, để mẹ được tịnh tâm nghỉ ngơi. Hồi trước tới giờ anh hai con nó làm hết rồi. Chồng con có biết gì đâu mà giao cho nó chứ. Thôi, con vô trong lo người ăn kẻ ở rồi lo công chuyện bếp núc đi. Dạ. Mẹ uống nước đi mẹ. Dạ mợ. Nè Huệ. Dạ. Bà có việc giao cho con làm đây. Dạ. Thằng bé kia sẽ là khắc tinh của bà. Nó sẽ phá dòng họ của bà, tán gia bại sản, chết dần chết mòn, tuyệt tử tuyệt tông. Huệ, em đi đâu vậy? Mợ. Em định bồng con chị đi đâu vậy? Mợ ơi, em... Có chuyện gì? Em mau nói đi. Em định bồng con trai của chị đi đâu? Mợ ơi, bà kêu em là đem đứa bé này ra khỏi nhà, đem nó gửi vô chùa. Em nói cái gì? Con của ta nó còn đỏ hòn, có tội tình gì sao ai cũng ghẻ lạnh với mẹ con ta? Chồng ta mới mất, ta đau khổ biết chừng nào. Bây giờ tính bắt con của ta, tại sao lại đối xử với ta tàn nhẫn như vậy? Mợ ơi, bà nói là đứa bé này là khắc tinh, nó sẽ hại chết mọi người trong cái nhà này. Hay là mợ nghe lời bà, mợ bỏ nó đi mợ. Không được, nó là con của ta. Đưa nó đây. Ta nói đưa nó đây. Ta không để ai bắt nó đi đâu hết. Mợ ơi, không được đâu. Mợ đừng giữ thằng bé ở bên mình, nó sẽ hại mợ đó. Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con, huống hồ gì nó là đứa con do ta đứt ruột đẻ ra. Bà, mẹ xin mẹ thương con thương cháu. Nó là đứa con do con đẻ ra, chứ không phải là khắc tinh hay ma quỷ gì hết. Mẹ đừng tin những lời ác ý nha mẹ. Ta cũng không muốn tin, nhưng vì mất đứa con trai, ta đau khổ tuyệt vọng biết chừng nào. Nhưng đó là sự thật, con phải đối mặt. Đứa bé kia tuy là con đẻ ra, nhưng nó là ma quỷ đầu thai. Nó sẽ hại cái nhà này tuyệt tử tuyệt tông. Con mau đưa cho A Huệ đem bỏ nó đi nha. Không đâu mẹ ơi,
Con không bỏ con của con được đâu. Con xin mẹ đó. Nhưng nó không phải là con của con. Nó mẹ không phải là người. Nó sẽ hại chết con đó. Nghe lời mẹ đi con. Con là đứa con dâu hiếu nghĩa. Con hãy ở lại đây. Mẹ không bạc đãi con đâu. Mẹ sẽ thương con như là con ruột của mình vậy. Nhưng con, con không bỏ con của con được. Nếu mẹ nhất quyết không đổi ý thì con sẽ bỏ nó ra khỏi nhà này. Ta đã nói hết lời rồi. Nếu con không nghe thì ta cũng không còn gì để nói với con nữa. Vì nó sẽ hại cả cái dòng họ này. Mẹ, mẹ. Dạ chào mợ ba. Bữa nay tôi có nhập về giải đẹp lắm. Này hả? Dạ dạ, mời mợ xem giải đi mợ. Được rồi, không cần phải xem qua đâu. Chỉ cần đó là loại giải thượng hạng thì ta mua hết. Dạ, trời ơi mợ rộng rãi quá, khác xa với mợ hai á. Mợ hai coi vậy chứ tánh tình hả kỹ lưỡng lắm á, mua toàn là giải rẻ tiền không à. Cả nhà ta không ai muốn nhắc tới tên của chị ta nữa, hiểu chưa? Dạ dạ dạ, dạ cảm ơn mợ đã nhắc nhở. Từ ra về sau á tôi không có nhắc tên đến chị ta nữa. Lấy lẹ cho ta đi. Ha, dạ 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 dạ, lấy liền mợ. Cái này cái này. Cái này. Dạ 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 dạ. Dạ dạ. Cái này nữa ha mợ. Lấy ha. Luôn. Dạ dạ. Hết bao nhiêu? Dạ một lượng. Dạ. Dạ cảm ơn mợ. Lần sau mà còn nhắc tới tên của chị ấy nữa, ta không có tới đây nữa nghe chưa? Dạ dạ dạ. Dạ biết rồi mợ. Dạ thưa bà, nếu bà thương tình á, cho con khất lại nợ. Chứ mùa này thất bát quá. Lúa gặt về á, chỉ tạm đủ nuôi sống gia đình con. Ăn tạm rau cháo qua ngày thôi bà. Ai? Ai bắt ngươi phải trả nợ cho ta? Dạ thưa bà, mợ ba cho người đến báo á, là trong tuần này. Nếu mà nhà con không trả hết số lúa mà con đã vay á, là mợ ba sẽ cho người đến gom hết lúa gạo nhà con. Dạ thưa bà, theo như mỗi năm á, nếu mà mùa màng thất bát á, bà đều cho tụi con khất nợ. Ta biết mùa này thất bát nên không nhắc tới cái vụ thu nợ. Không biết sao con dâu của ta nó lại làm như vậy nữa. Ngươi về đi, ta còn ngồi đây thì những lời ta nói còn nguyên giá trị. Dạ dạ dạ, con cảm ơn bà nhiều lắm. Bà thật là nhân từ. Dạ dạ, cảm ơn, dạ, cảm ơn bà. Xin phép bà con về. Ừ. Dạ dạ, xin phép bà. Bà xin phép bà con về. Mợ ba đem những sổ nợ của tá điền về phòng mình giữ. Mà tại sao ta không hay biết vậy? Dạ con cũng không biết. Con đâu nghe mợ. Thưa mẹ, con đem sổ về phòng coi, để phụ mẹ thu lúa gạo của bọn tá điền. Vụ mùa đã thu hoạch xong rồi mà mẹ lại không khỏe, nên con sợ là mẹ lo không xuể thôi. Đó là chuyện của mẹ, con không cần lo. Mùa này thất bát, mẹ khất nợ hết cho tá điền đến mùa sau, nên con không cần phải lo lắng gì hết. Mẹ à, mẹ đã giao cho vợ chồng con quản lý ruộng vườn với bọn tá điền, nhưng lại không cho chồng con toàn quyền quyết định. Bởi vậy, cái bọn tá điền đó nhiều lần lờn mặt. Hễ có chuyện gì khúc mắc á, là chạy qua bên đây để nói với mẹ. Họ không có nghe lời chồng con chút nào hết á. Khi thằng hai đó còn sống, mẹ yên tâm giao hết công việc cho nó.
Tại vì nó biết chí thú làm ăn, lại biết tính toán. Còn chồng con suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt. Hãy giao công việc tới cho nó thì nó miễn cưỡng làm. Thì thử hỏi làm sao mà mẹ dám giao hết cái sản nghiệp này cho nó bảo quản hả? Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi. Con là vợ, con có cách khuyên giải anh ấy. Con nghĩ nếu như mà được giao hết tài sản thì chồng con sẽ chí thú làm ăn, không rượu chè nữa đâu mẹ. Cái đó để ta suy nghĩ lại. Còn bây giờ đó, vợ chồng con cứ làm tốt những công việc mà ta đã giao cho. Con biết rồi. Nè, con đem hết sổ sách để vô phòng. Khi nào cần cứ việc đem ra coi. Còn sổ nợ và đất đai, con không được quyền đụng tới. Mẹ à, mẹ đã giao cho vợ chồng con quản lý rồi, sao lại không cho đụng tới giấy tờ nữa chứ? Đó là quy định của gia tộc. Sổ nợ và giấy tờ chỉ có người thừa kế mới được quyền cất giữ. Bây giờ ta còn sống, chưa có sự cho phép của ta thì không ai được đụng tới. Khi nào mà trí óc của ta không còn minh mẫn nữa, ta sẽ giao lại cho đứa cháu đích tôn của dòng họ. Nhưng mà mẹ... Thôi, không bàn tới nữa. Con vào trong đi. Nhìn gì? Móc mắt bây giờ. Bé Minh nó ngủ rồi hả? Nè, sao mình không ở nhà kiểm tra tá điền, giao vụ mùa mới để ghi sổ nợ chứ? Cứ đi chơi hoài à. Hèn chi mẹ không tin tưởng để giao hết cho mình. Hey, nhà mình có người ăn kẻ ở, sổ sách đã có mẹ quản lý, còn chuyện nhà cửa trong ngoài đã có nàng lo rồi. Ta ở nhà cũng có làm gì được đâu. Mình nói như vậy mà nghe được á. Mẹ già rồi làm sao mà quản lý xuể. Chàng phải ở nhà coi lại giấy tờ, biết bao nhiêu là đất ruộng đất vườn cho tá điền thuê. Mình phải nắm chứ, rồi còn thu nợ nữa. Bộ mình tưởng tôi không muốn nhúng ta vô sao? Nhưng mà mẹ chưa có giao, làm sao mà tôi dám qua mặt mẹ chứ? Mình đúng là người đàn ông nhu nhược. Mẹ không giao cho mình khi mẹ còn sống đâu. Ai nói với mình là mẹ không giao cho tôi? Mình nên nhớ, nhà này bây giờ chỉ còn một mình tôi là con trai duy nhất thôi. Không giao cho tôi thì giao cho ai bây giờ chứ? Mình làm to rồi. Chính mẹ nói với tôi, khi nào mà mẹ còn sống thì gia sản nhà này mẹ không giao cho ai hết. Rồi khi nào mẹ chết thì nó sẽ thuộc về cháu đích tôn của dòng họ. Bực thiệt chứ. Cháu đích tôn là thằng Tiểu Minh chứ ai nữa. Trước sau gì nó cũng là của mình. Ở đó mà lèm bèm hoài. Nè, nhờ tôi lèm bèm á mà ông mới có được ngày hôm nay nghe chưa? Ông tưởng như vậy là ông có tất cả rồi hả? Tôi nhắc lại một lần nữa cho ông nhớ, cháu đích tôn là thằng con trai của Ngọc Loan, chứ không phải là thằng con trai của mình Tiểu Minh. Nhưng mà mẹ con Ngọc Loan đã bỏ nhà đi rồi mà. Mẹ cũng từng nói là không nhận đứa nhỏ này làm máu mủ ruột thịt của mình, đúng không? Nhưng mẹ chỉ nói miệng thôi. Trong khi sổ gia tộc vẫn công nhận Ngọc Loan là con dâu trưởng trong nhà. Nếu như một ngày nào đó hai mẹ con nó quay trở về đây thì vợ chồng mình sẽ trắng tay, hiểu chưa? Nếu vậy, mình chỉ cần giết mẹ con Ngọc Loan là xong. Ta sẽ sai người. Nè, mẹ con họ đã bỏ đi rồi, không biết tung tích ở đâu hết, làm sao mà ra tay được chứ? Chưa kể bây giờ mọi quyền hành đều ở trong tay của mẹ. Tiền bạc trong tủ là mẹ cũng giữ hết. Vợ chồng mình có muốn mòn đút cũng không được nữa. Ta cũng đối trí chuyện này quá, không biết phải làm sao bây giờ. Cái gì? Tôi thấy mẹ giờ cũng già rồi, sống lâu cũng chẳng làm gì được nữa. Hay tôi tính vậy nè, mình nghe lời tôi đi. Trời ơi,
Mình định cho mẹ đi theo anh hai sao? Trời ơi, im đi. Sao tự nhiên la lớn lên vậy? Anh hai của mình còn giết được mà. Cái gì? Nếu mẹ biết được sự thật này, bà không để yên cho mình sống đâu. Mình thật là quá đáng. Tôi chỉ làm theo sự sắp đặt của mình thôi. Bây giờ mình lại đổ thừa tôi giết anh hai hả? Tôi đổ thừa mình hồi nào? Vợ chồng mình cùng đồng tâm hiệp lực, mới làm Ngọc Loan bị động thai thì để anh hai té xong chết trong cùng một ngày. Bây giờ chúng ta phải cùng với nhau cho mẹ đi theo anh hai để đoàn tụ, có sao đâu. Được không là không nghe chưa? Dù sao đó cũng là mẹ của tôi, tôi không đồng ý. Nhưng mà ta nói không là không. Không được hại mẹ ta. Bây giờ để ta cho người dò la tin tức mẹ con Ngọc Loan, rồi trừ hậu quả cũng chưa muộn. Thì thôi, muốn làm gì làm đi. Ông không dám ra tay thì để ta. Chỉ cần dụ ông ra khỏi nhà thì ta sẽ tiễn mụ già đó theo con trai của bà. Ủa mình đi đâu vậy bà? Ta thấy buồn, trong lòng cũng không thoải mái, muốn ra ngoài đi dạo. Với lại ở trong nhà ngột ngạt quá. Từ ngày cậu hai mất, rồi mở hai bồng con đi, con thấy con xin lỗi bà. Bà đã cấm không được nhắc tới chuyện cũ. Không sao, ta không có bắt lỗi đâu. Ta thấy buồn và mệt mỏi. Tai họa thì nó cứ liên tiếp giáng xuống nhà ta, làm cho ta suy sụp. Nhiều khi ta đứng muốn không nổi luôn. Giá như mợ hai không đem con rối đó về nhà thì tai họa đâu có ập xuống nhà mình. Con cũng không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Hả? Bà! Cái gì vậy? Hình như là mợ ba đang nói chuyện với lão ăn mày, người đã cho mợ hai con rối đó bà. Không phải con ơi, cái này là ông pháp sư. Bà đã từng gặp ổng ở trước cổng chùa đó. Tại sao con lại kêu người ta là lão ăn mày? Hay là con lầm rồi đó? Lầm. Không bà ơi, con không lầm đâu. Bộ dạng của lão ăn mày này đặc biệt lắm, con không thể nào lầm được. Lão ăn mày và pháp sư là một. Sao Ái Liên lại quen biết lão ta? Hình như hai người đang nói chuyện gì đó quan trọng. Hả? Bà cẩn thận. Tiểu Minh, sao con ngồi khóc ở đây? Dạ. Sao con? Nè, dạ. Con chạy vô lấy khăn lau mặt cho em. Dạ. Nội đây nè, ai chọc con khóc vậy? Nội, nội đừng có đi thêm bác hai nha nội. Cái gì vậy con? Bác hai đi luôn, không có về đâu. Con không muốn nội đi thêm bác hai. Tiểu Minh, nói rõ cho nội nghe coi. Ai nói với con là nội đi theo bác hai? Dạ, mẹ con nói cho nội đi theo bác hai luôn. Con không muốn như vậy. Nội, đừng đi theo bác hai nha. Bây giờ con nói rõ nội nghe coi. Mẹ con nói làm sao mà con thấy nội con lại sợ nội đi theo bác hai? Mẹ con nói là cha xô bác hai xuống sông nên bác hai mới hỏng giờ được. Mẹ nói là cho nội đi theo bác hai luôn. Tiểu Minh ơi, nghe nội nói nè, không có chuyện đó đâu.
nội không có đi đâu hết trơn đó. Nha, con đừng có sợ nha. Nội ở đây với con mà. Dạ. Ừ. Nội không có đi đâu. Nội ở với con. Mẹ, mẹ xem nè mẹ. Trời ơi, con biết cái này là cái gì không? Cái này là hình nhân thế mạng đó. Sao con lại đem cái thứ này về nhà? Dạ, tại con nghe ông ấy nói là tự tay ông ấy làm ra những con rối bằng vải này, cho nên là con mới nhận. Bà ơi, không phải hình nhân đâu, đây là con rối bằng vải, dễ thương lắm. Bà nhìn kỹ đi. Mày biết cái gì? Dạ. Thằng bé kia sẽ là khắc tinh của bà, nó sẽ phá dòng họ của bà, tán gia bại sản, chết dần chết mòn, tuyệt tử tuyệt tông. Nó là đứa con do con đẻ ra, chứ không phải là khắc tinh hay ma quỷ gì hết. Mẹ đừng tin những lời ác ý nha mẹ. Đứa bé kia tuy là con đẻ ra, nhưng nó là ma quỷ đầu thai. Nó sẽ hại cái nhà này tuyệt tử tuyệt tông. Con mau đưa cho A Huệ đem bỏ nó đi nha. Không đâu mẹ ơi, con không bỏ con của con được đâu. Mẹ ơi, mẹ ngừng tay uống chén thuốc bổ này nha mẹ. Ta vẫn khỏe, có bệnh hoạn gì đâu mà phải uống thuốc. Dạ, con biết một thầy thuốc rất là giỏi. Con biểu ông ấy hút hết tất cả những loại thuốc quý bỏ vào trong đây. Mẹ uống vô, tinh thần mẹ sẽ sảng khoái, da dẻ hồng hào. Không khác gì thuốc cải lão hoàng đồng đâu mẹ. À, thì ra vậy. Thôi con cứ để đây đi. Nè, thằng Khang nó đi đâu mà sao cả ngày nay mẹ không thấy nó vậy? Dạ, chồng con đi công việc ở làng bên, chắc tối mới về. Mẹ cứ uống đi, không thuốc lại nguội. Nè con, phải dòm chừng coi nó có đi công việc hay là không. Có khi nó lại rượu chè bài bạc đó. Dạ, không có đâu mẹ, chồng con. Mẹ cứ nghĩ xấu cho con không à. Con đi với lão quản qua bên làng bên để thu mua lúa thóc mà. Nếu vậy thì tốt quá. Mẹ rất mừng. Mình, sao mình nói là tối mới về mà, sao mình về sớm vậy? Thì xong sớm về sớm mà mình, có gì đâu mà mình thắc mắc chứ. Ủa, mẹ bệnh hay sao mà uống thuốc vậy mẹ? Không, mẹ khỏe lắm, không có bệnh hoạn gì hết. Thuốc này á là thuốc bổ, tự tay Ái Liên sắc cho mẹ uống đó. Em thấy mẹ phải lo lắng nhiều việc ở trong nhà quá, nên là sắc thuốc bổ cho mẹ uống. Mình mới đi về mệt, cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi. Đi. Khoan đã. Đi. Dạ. Dạo này mẹ thấy con biết dột ngó tới công việc, mẹ cũng an lòng. Sẵn có đủ hai đứa ở đây, mẹ có chuyện muốn nói. Mẹ dạ. Muốn nói gì kìa? Mẹ không cần uống thuốc bổ đâu. Mẹ chỉ cần con cái trong nhà hiếu thuận là mẹ an lòng rồi. Bởi vậy mẹ rất vui khi thấy hai con hết lòng lo cho mẹ. Mẹ sẽ có phần thưởng dành cho hai con. Dạ, tụi con cảm ơn mẹ. Mà mẹ thưởng tụi con cái gì vậy mẹ? Đây là chén thuốc bổ, chính tay Ái Liên nó sắc cho mẹ uống. Dạ. Mẹ rất vui khi con biết nghĩ tới mẹ. Dạ. Lo lắng cho mẹ. Dạ. Mẹ uống đi mẹ. Nhưng thôi mẹ không uống đâu, mẹ để làm phần thưởng. Khang nè, dạo này mẹ thấy con chí thú làm ăn, nên mẹ thưởng cho con. Con đừng có phụ lòng mẹ, hãy uống cạn chén thuốc bổ đi con. Uống cho mẹ vui đi con.
Dạ. Uống đi cho mẹ vui. Cô cảm ơn mẹ, để con đem về phòng con uống. Mẹ ơi, để con đem vào trong nha mẹ. Không được. Đó là phần thưởng của ta dành cho con. Con phải uống cạn trước mặt ta, ta mới vui lòng. Dạ mẹ ơi, con không có quen uống thuốc, mẹ cũng biết mà. Hồi nhỏ tới lớn, mỗi khi đau bệnh, con có bao giờ uống thuốc đâu mẹ. Đúng rồi, mẹ quên. Con không uống được á, thì để vợ con uống. Dạ, mẹ ơi, con không uống được, con không uống được đâu mẹ. Em có nghe mẹ nói không? Mẹ kêu em uống kìa. Em muốn anh đi. Uống đi. Mẹ anh kêu uống em muốn đi. Mà. Em muốn em đi. Anh uống mà. Chén thuốc này có độc. Làm sao hai con dám uống? Đúng không? Ta thật là bất hạnh khi có đứa con trai tham lam độc ác, đầy giả tâm như ngươi. Chỉ vì muốn giành cái gia tài này mà ngươi cùng với vợ ngươi sắp đặt kế hoạch hại chết anh ruột của mình. Rồi buộc Ngọc Loan phải bồng con ra khỏi nhà. Nhưng vì ta không giao gia tài cho ngươi nên ngươi muốn giết luôn cả ta. Ngươi thật là bất hiếu. Nhưng mà con ơi, ông trời có mắt, những nghiệp mà hai ngươi làm ta đều hiểu rõ hết. Mẹ ơi, con không có làm chuyện tày trời như vậy đâu mẹ. Con không có biết gì hết á. Con hứa với mẹ con không có biết cái gì hết á. Chỉ có vợ con là do vợ con làm đó mẹ. Như vậy mà ông dám mở miệng ra nói không biết hả? Chính ông đại tài với anh hai của ông, ông còn dám trốn nữa không? Nhưng mà ta không bằng lòng cho nàng giết mẹ ta. Tại sao nàng dám làm như vậy chứ? Tại bà không ưa tôi. Trước đây bà luôn thiên vị, yêu thương Ngọc Loan. Tôi làm việc gì bà cũng không vừa ý hết. Còn bây giờ bà nói bà giao cho vợ chồng mình quản lý. Bà có giao cho quyền quyết định hay không? Mọi sổ sách nè, giấy tờ đất đai tiền bạc bà đều nắm giữ hết. Trong khi ngày trước thì giao hết cho anh hai. Ta không ngờ lòng đố kỵ tham lam của ngươi thật là quá sức. Ta chê bai ngươi vì ta biết tâm tánh của ngươi không tốt. Ta muốn ngươi sửa đổi. Ta không ngờ ngươi lại nuôi hận, tìm cách giết chết ta để đoạt gia tài. Con xin mẹ tha tội cho con. Con xin mẹ. Con xin mẹ tha tội cho con mà mẹ. Con xin mẹ. Ta không muốn nghe. Ta không muốn nhìn thấy đứa con lòng lan dạ thú này nữa. Ta sẽ đi báo quan để quan xét xử, trừng trị đứa con bất hiếu, tham lam mà quên cả tình báo mũ. Mẹ ơi, Tiểu Minh à, đừng mà. Tiểu Minh, cho mẹ ác lắm, cho mẹ muốn giết bà nội. Ơi, con muốn nội chết đâu. Nội. Huệ, dẫn Tiểu Minh vào phòng nhanh lên. Dạ. Đi thôi. Nội. Mẹ, con bất hiếu không dạy được vợ, lại còn toa rập hãm hại anh trai của mình. Tội ác của con và vợ con không thể nào dung thứ được. Một lại nữa con xin mẹ hãy tha tội bất hiếu cho con. Con xin gửi Tiểu Minh lại cho mẹ chăm sóc. Con sẽ cùng với vợ con tới huyện đường tự thú tội ác của mình. Không, tôi không muốn liên quan đâu. Đi tự thú thôi. Tôi không muốn bị bắt. Đi tự thú mình thôi. Đi thôi. Đi.
Ngọc Loan ơi, mẹ đã nghỉ quan cho con rồi. Tội nghiệp con quá. Bà, nhà này nè. Ở đây hả? Dạ. Gọi đi con. Dạ. Gọi đi. Cho hỏi có ai ở nhà không? Mẹ, vô đi bà. Sao mẹ biết con ở đây? Dạ mời mẹ ngồi. Ta lỡ đường, định ghé vô xin chén nước uống, không ngờ lại gặp ngươi. Sao, nhà của ngươi đó phải không? Dạ, đây là nhà của con. Ta khát nước. Dạ, chờ con vô lấy. Bà. Dạ con mời mẹ. Trời bà đất có sao? Nước nóng quá vậy. Bộ định giết ta hay sao? Hả? Mẹ bớt giận. Con biết là mẹ luôn thích uống trà nóng, nhưng nhà con nghèo khó, không có trà để pha, nên con lấy nước nóng mời mẹ uống tạm. Chứ không phải ngươi căm ghét gì ta đã đuổi ngươi, cho nên nhân cơ hội này ngươi trả thù phải không? Dạ thưa mẹ, con lúc nào cũng nhớ thấy mẹ. Con mồ côi được mẹ thương, mẹ nhận con làm con dâu, ơn nghĩa cao vậy, đến chết con cũng không dám quên. Mợ hai, hôm nay bà tới là để đón mợ về nhà đó. Đón chị về nhà là sao? Mợ ba độc ác, sợ mợ có con trai là cháu đích tôn sẽ được hưởng gia tài, nên mợ ấy lập quỷ kế hãm hại mợ hai đó. Tất cả tai họa xảy ra đều do mợ ba sắp đặt. Còn rồi, chồng ta chết, không lẽ là đều do nàng ta hay sao? Dạ đúng rồi đó mợ, tất cả là do mợ ba sắp đặt. Cũng may là bà phát hiện sớm, bây giờ vợ chồng cậu ba đã bị giam vào ngục, đang chờ quan lớn định tội. Ta xin lỗi con, vì ta tin vào những lời sầm bậy mà ta đã đuổi con ra khỏi nhà. Bây giờ mọi việc sáng tỏ, kẻ bất nhân bất nghĩa trước sau gì cũng phải đền tội. Con hãy mau theo ta về nhà. Con là đứa dâu hiếu thảo, con rất xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Con cảm ơn mẹ. Mợ ơi, em bé đâu? Sao nãy giờ em không thấy mợ? Em đang ngủ trong nhà, đang ngủ say lắm. Bây giờ thằng nhỏ chắc lớn bụng rồi hả con? Trời ơi, ta phải vô thăm cháu ta mới được. Dạ. Đi, cháu ta đâu rồi? Chơi vậy? Tao chơi coi.
nè anh. Đi chơi hơn tao không? Thi tao mới chơi. Thi ừ. Giờ nào thua bị bốn mũi. Chơi luôn. Chắc mày chọi trước á. Để tao. Mày thua, đưa luôn mũi đây. Mày 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 mày. Để đâu phải không? Để tao. Thấy gì chưa con? Mày xạo, mày đưa luôn mũi đây. Mày xạo, mày xạo. Mày ơi. Dạy. Chị vô chơi chút đi. Chơi gì? Phường trộm cắp này mà chơi gì? Mày nha, mày chơi món mày giống nó đó. Đi về. Đi về Ma Lan. Mày chơi với nó ghét đó hả? Mày ăn cắp giống nó luôn á. Ăn trộm mà táo tợn kìa chứ. Hôm đêm về mày dám vô nhà người ta lấy đồ như vậy nè. Chồng đi vắng á, mà trong nhà ban đêm có đàn ông vậy á là tôi cũng nghi lắm. Biết phải trộm thiệt chứ. Là lỗi của ta. Tại sao ta lại không tin lời nàng chứ? Nàng tỉnh lại đi. Nàng tỉnh lại với ta đi. Tại sao nàng lại làm như vậy? Không, nàng là một người vợ chung thủy. Chuyện đêm qua chỉ là một tai nạn thôi. Nàng tỉnh lại với ta đi mà. Nàng tỉnh lại với ta đi. Nàng đừng bỏ ta mà nàng. Nàng đừng bỏ ta mà. Để chứng minh lòng trung thủy của mình, cô ta đã lấy cái chết ra để làm tin đó. Thôi mấy bà ơi, các bà đừng nhiều chuyện quá. Đêm qua nhà người ta có trộm mà. Ai mà biết được. Nhiều khi chồng đi vắng hả? Ở nhà tần tiểu với người tình, rồi chồng về chồng bắt gặp chứ có gì đâu. Nàng ơi, tại sao vậy nàng? Gạo đâu con có nấu cháo cho mẹ vậy? Mấy ngày nay làm gì nhà mình mà còn có gạo?
hay là con lại ăn cắp ăn trộm đầu trên xóm dưới nữa phải không? Dạ không phải đâu mẹ, con mượn gạo ở hàng xóm mẹ, để ngày mai con gánh củi ra chợ bán, con lấy tiền để trả cho người ta. Mẹ đừng lo nha mẹ. Nhà mình mà đi mượn còn có người cho nữa hả con? Nhục quá con ơi. Mẹ, mẹ, mẹ còn ho nhiều quá. Thôi để ngày mai con tới thầy Lan con lấy thuốc khác cho mẹ nha mẹ. Gạo mà không có ăn thì tiền đâu mà mua thuốc uống hả con? Con vẫn còn gánh củi ra chợ bán được mà mẹ. Bây giờ người ta cần củi nhiều lắm, mẹ đừng lo nha. Thôi để con lấy một ít than củi để dưới giường cho mẹ sưởi ấm. Nhà mình không phải tự nhiên mà lâm vào cái cảnh này đâu con. Ông nội con thời trước là nổi tiếng là trộm cắp. Có đêm ông mang về cả trăm, cả ngàn bạc. Mà cuối cùng không có làm gì được đâu, có giữ được đâu. Rồi đến đời cha của con, có lẽ ảnh hưởng từ cái máu ăn trộm ăn cắp mạnh quá của ông nội để lại, cho nên cuối cùng ông cũng chẳng làm được chuyện gì. Rồi giờ tới con, mẹ không muốn con mang tiếng là ăn cắp ăn trộm nữa. Dù làm gì thì cũng phải cố gắng sống lương thiện để mọi người còn kính trọng mình nghe con. Mẹ thương con, cho nên bao giờ cũng muốn con sống làm người tốt. Đời cha mặn, đời con khát nước. Cố gắng lên nha con nha. Mẹ nghèo quá, mẹ không có tiền để cưới vợ cho con. Cao lớn nhung nhỏng như vậy nè, chứ có còn nhỏ ít gì đâu. Mẹ xấu hổ quá con à. Mọi tính cho bà chú ơi. Rồi biết mồi bà chủ ơi. Có liền, có liền. Rồi, rồi. Rồi, bà chủ ơi. Rồi, rồi, có liền, có liền. Rồi, uống đi anh ơi. Uống ngon nha. Đâu, phải nè. Dạ thưa chị. Cái gì nữa đây? Chỗ tao buôn bán mày lại đây mày ám tao hoài vậy? Mày muốn gì? Dạ em chỉ muốn mượn gạo chị thôi. Chị giúp giùm em, mà em đang bệnh. Ngày mai em sẽ gánh củi qua cho chị nha chị. Chị giúp giùm em. Gạo của tao không có dư. Mày đi chỗ khác cho tao đi. Rồi cái thằng trộm cướp mà ám tao hoài à. Mày đừng có nói cái ra vẻ là thương hại mày nha. Mày đi liền không? Mày không đi tao lấy chỗ trà tao quất mày giờ. Đi. Mày đi không? Vô. Đồ cái thứ gì đâu á. Đồ trộm đưa cướp mà có lại để ám tao hoài. Không để người ta bán buôn gì hết á. Trời ly rượu nữa bà chủ ơi. Rồi rồi có liền. Năm á bà ơi. Mà sao tôi chờ hoài không thấy đò nào qua hết. Thì giờ phải chờ chứ biết làm sao giờ. Tụi nghiệp mấy đứa nhỏ nha. Giờ này mình chưa về không biết tụi nó lấy gì ăn nữa. Phải chi có cây cầu bắc qua sông cho bà con đỡ cực khổ. Bà nhắc tôi mới nhớ đó nha. Đó là muôn vàng phúc đức của mọi người dân ở đây chờ mong đó. Nhưng mà ngày xưa á cũng có người đã đến đây bắt cầu rồi mà làm đâu có nổi. Con sông này nó rộng lớn quá như vậy hả? Người ta đành phải bỏ dở dang. Thôi, mình phải tập trong sống chung với lũ này bà ơi. Vậy thôi.
trộm cắp này mà chơi gì? Mày ở nhà, mày chơi món mày giống nó đó. Đi về. Đi về má lên. Chuyện đêm qua chỉ là một tai nạn thôi. Nàng tỉnh lại với ta đi mà. Nàng tỉnh lại với ta đi. Nàng đừng bỏ ta mà nè. Nàng đừng bỏ ta mà. Mẹ không muốn con mang tiếng là ăn cắp ăn trộm nữa. Dù làm gì thì cũng phải cố gắng sống lương thiện để mọi người còn kính trọng mình nha con. Mẹ thương con, cho nên bao giờ cũng muốn con sống là người tốt, đời cha mặn đời con khác nước. Cố gắng lên nha con. Rồi ông đâu lấy đồ đâu? Hết rồi. Rồi sao đem cơm qua cho ba con đi. Thôi con ở đây đỡ má nha. Má đi kiếm người chèo đò nha. Dạ. Nhớ đừng đi đâu nghe. Ê Tý, tôi chơi được tao mày? Vậy con phải đem bánh cho ba tao nữa. Vậy mày đi qua bển bằng cái gì? Tao lội qua. Mày điên hả? Thấy nước sâu không? Đang lớn cái mồ luôn, đang chảy xiết nữa. Tao bây giờ đó, yên tâm đi. Thôi, hay là bây giờ mày đợi mẹ mày với xíu đi. Mẹ mày đang kiếm người á. Đi đò đi qua mày á. Đợi tới chừng nào nữa? Từ từ, từ mẹ mày cũng qua à. Đợi xíu đi. Thôi, tao lôi qua chỗ lẹ. Thôi, mày làm gì mày làm đi. Tao chơi nó. Chơi tiếp. Ồ, mày kìa. Đừng nói thận á. Lẹ đi. Tao nè. Ủa con Tý không mày? Tý đâu? Nó đâu? Nó ngoài mày nhìn lại đi. Tý nó có cái tay đó hả? Tý! Tý! Tý ơi! Tý! Tý ơi! Trời ơi! Tý! Tý đâu ơi? Con Tý gì cái đuôi rồi? Cái tay đó. Nó đi kìa. Nó đi kìa. Nó đi kìa. Cái tay đó. Nó đi kìa. Kìa 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 chú, chú. Chú ơi, chú. Đi vòng vòng ở đâu hả chú? Tí đi trên đuôi của Tư. Cái gì? Tí hả? Tí! Tí ơi! 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 Có cái cầu bắt qua sông á thì thằng Tý nó đâu có chết đâu.
ở giữa đường, tại sao lại có tượng Phật lấm lem nằm lăn lóc như vậy? Con sẽ tước Phật. Bắt đầu từ hôm nay, con quyết tâm sửa sai. Xin Đức Phật hãy cho con sức mạnh để con làm những việc có ích, khắc phục lại những lỗi lầm trước đây. Con có ý này muốn thưa với mẹ. Chuyện gì? Con cứ nói đi, mẹ nghe nè. Dạ, dân làng mình mấy lâu nay cực khổ quá nhiều, mà con thì lại làm những điều có tội. Con muốn bắt cây cầu để giúp đỡ mọi người qua sông. Ý mẹ thấy sao mẹ? Con có ý giúp đỡ cho dân làng, mẹ mừng lắm. Thì con cứ đi đi, mẹ sẽ ở nhà cầu nguyện cho con làm tốt được công việc cho dân làng. Con không có ở nhà chăm sóc mẹ. Mẹ nhớ thường xuyên thuốc thang nha mẹ, để con yên tâm bắt cầu. Không sao đâu, con yên tâm đi. Mẹ biết tự lo cho mình mà. Dạ thưa mẹ, con đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe cho mình nha con. Dạ. Ông ơi, con mình nó có ý giúp đỡ cho mọi người. Tôi vừa mừng mà vừa lo sợ. Lòng sông thì rộng, mà không biết sức con người sẽ được tới bao nhiêu. Ông ở trển có thấu lời tôi nói, ông hãy phù hộ cho con mình làm tốt được công việc nha ông.
Tôi đang ở đâu đây? Tôi đang ở đâu? Tôi đang ở đâu? Có phải ông là người cứu tôi hay không? Đúng vậy, ta chính là người đã cứu ngươi đây. Thưa ông, nếu đúng ông là người cứu con xin tạ ơn ông. Ông à, con đang bắt chiếc cầu dở dang ở chỗ con đang ở để cho những người dân qua lại dễ dàng lúc nắng mưa. Xin ông hãy chỉ cho con đường về để con làm tiếp chiếc cầu đi ông. Con tạ ơn ông. Thôi được, ta đã biết chuyện đó rồi, ta sẽ giúp con. Con cảm ơn ông. Con xin lại ông một lại để trả ơn ông. Con tạ ơn ông. Con tạ ơn ông. Con xin tạ ơn ông. Con tạ ơn ông. Tính tương cận Tập tương viễn Cậu bất giáo Tính nải thiên Dân Lan, cha đang dạy anh học, tại sao con vô phép vô tắc vậy? Dạ con xin lỗi cha. Dân Lan, tay em cầm gì vậy? Dạ em cầm cây xanh. Đâu ra anh xem. Chà, em giỏi quá nghe. Bây giờ em tính làm gì? Dạ, em tính cầm nó xuống đất, mai mốt nó có trái mình ăn. Dân Linh, Dân Lan nữa, vừa rồi cha đã trách lầm con. Hai con trai của cha đứa nào cũng giỏi hết. Dân Linh là anh á, hiếu học, sáng dạ, sau này á sẽ theo nghiệp đèn sách. Còn Dân Lan, tánh tình nó tháo vát, cần cù siêng năng, sau này á hai cha mà trông coi điền sản, và nhớ càng ngày làm cho nó càng to ra. Nè, cha mong á sau này hai con lớn lên hai con phải gắn bó y như vậy nha. Trời đất, con mình nó còn nhỏ xíu à, ông giáo điều cỡ đó làm sao tụi nó hiểu nổi. Hai đứa con ra làm sao rửa tay đi rồi lại bàn ăn cơm với mẹ nha. Đi đi con. Dắt em đi đi con. Đi đi ra xong bếp rửa tay đi con. Ôi hai anh em nó thương nhau quá à. Dễ thương quá đi thôi. Trước khi ăn mẹ nói này cho hai con nghe nè. Dù gì đi nữa hai con cũng là anh em, phải thương lẫn nhau. Chứ không lẽ mình ra nhà hàng xóm mình thương người ta sao? Không nghe ông bà xưa người ta nói, một giọt máu đào hơn ao nước lã.
nên tụi con phải thương nhau nha không? Dù gì đi nữa hai đứa con không phải là cùng một mẹ sinh ra. Nhưng mà cha có một thằng à? Cho bà nói vậy. Ý nhộn. Ờ, Văn Linh ơi, con á, mẹ thấy là con học nhiều nha, hao tổn trí óc dữ lắm, nên thôi mẹ dành cái đầu cá cho con ăn nè. Tại cái đầu cá này nó bổ lắm con, nó có cái óc á, nha, con ăn đi. Con trai cưng của mẹ, Văn Lan. Con đó, tối ngày giỡn không à, không biết làm gì trơn á, mà nay mẹ thưởng, tại mẹ thấy con trồng được cái cây, nên cái khúc mình cá này nè, mẹ đưa cho con ăn, nha không? Con ăn đi, để cho con có sức khỏe, mập hơn chút nữa nha, cường tráng lên nha con trai của mẹ. Còn cái đuôi cá này, thôi, để tôi ăn nha. Mẹ tính nhường cho ba ăn mà mẹ thấy xu nhiều quá à. Thôi để mẹ ăn đi. Con thấy mẹ thiệt thòi không? Thức ăn ngon thì để cho tụi con ăn hết nè. Mẹ ăn cái xu nè. Không có đuôi cá này xu không à. Ăn cho. Bà nói nhiều quá tụi nó ăn sao vô. Ôi, ăn đi tụi con. Hai đứa ăn, ăn đi. Ôi, nè, ăn đi con. Ừ, ăn đi nha. Ốc nhiều ăn bổ lắm. Ăn đi con. Coi chừng mắt xương nha con trai. Ông ơi, thấm thoát vậy mà đã 10 năm rồi. Ông ra đi để lại một mình tôi, nuôi hai đứa con khôn lớn. Thằng Văn Linh á, thì ông đặt đâu, nó ngồi đó, ngày đêm á cắm cúi đọc sách. Lâu lâu nó ngước nhìn lên, cái mặt nó như người vô hồn vậy. Rồi ông biết không, nó lại cúi xuống đọc sách tiếp. Thằng Giang Lan con tôi á, nó giỏi hơn. Một tay nó quán xuyến trong ngoài, trồng trọt chăn nuôi. Ông biết không, nhà này nếu không có nó đó, chết đói nhăn răng hết rồi. Cái ngữ cứ ăn rồi học, học rồi ăn, có làm ra hạt thóc nén bạc nào đâu. Vậy mà tôi có dám trách móc nặng nhẹ nó tí nào, có ai làm mẹ ghẻ được như tôi không? Mà nghĩ đi nghĩ lại, tội nghiệp thằng con trai của tôi, nó lớn xác mà nó khờ khạo lắm. Mỗi lần tôi thấy nó mở miệng nói với anh nó toàn là anh hai. Nó giải nắng dầm sương thấy mùi nổi nó luôn á, để nuôi thằng anh hai nó ngồi mát ăn bát vàng. Tôi sợ sau này nó lấy quyền anh hai, nó đoạt hết nguyên cái tài sản của ông nè. Ông ơi, mà nó đoạt hết cái tài sản này rồi đó, tôi với thằng con tôi ra đường á, chắc chỉ có khóc cha khóc mẹ mà chết. Mỗi lần nghĩ đến sẽ lo thiệt là lo luôn đó. Mà bây giờ mình còn sống, mình ra tay giúp con trai mình, sau này tôi chết tôi cũng muốn yên lòng nữa. Phải nghĩ cách thôi. Dạ. Hai con, ra đây mẹ nói này nghe nè. Dạ, thưa dì, cho gọi con. Ừ. Dì đưa hai cái số bạc này cho hai đứa con. Đi dạ. Vô trong rừng đó, tới cái chỗ nào người ta đốn gỗ đó, con coi gỗ nào mà đẹp mua về mình sửa mấy cái cột nhà mình nè. Đó, nhà mình có mấy cái cột này nó muốn hư rồi đó con. Nha. Đi, con trai cầm đi con trai. Ủa? Đây, nè, sẵn đó. Dì chuẩn bị sẵn luôn. Cái này là lương khô, còn cái này nước uống của hai con nè. Mẹ, để cho anh hai ở nhà, anh hai ôn bài nữa mẹ. Con kỳ thiệt á, để cho anh hai con ra đường, nó còn học hỏi ngoài đường nữa chứ. Ở nhà cứ ngó xuống, toàn thấy chữ không mà mệt cái đầu lắm. Phải để anh hai con ra ngoài nè, không khí trong lành thoáng đãng, anh hai con sẽ rất là thông minh nha con. Đi con ha. Dạ thưa dì, dì vậy phải. Ừ. Giang Lan nè. Dạ. Để anh đi với em, có anh có em, mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn. Nhưng cái gì? Anh con nói quá là đúng luôn. Dạ, thưa dì con đi. Ừ, đi con, về sớm, báo cho dì biết dì mừng nha con. Dạ. Dạ, thưa mẹ con đi. Ờ. Lên. Dạ. Ủa, cái gì vậy mẹ? Coi, có gì. Đi lén lén coi, đi báo anh. Anh hai, đợi em với. Vậy là được rồi. Anh hai.
sẵn có gốc cây, mình ngồi đây nghỉ chút xíu này, nghỉ uống miếng nước đi. Anh hai uống miếng nước đi này. Anh hai ăn trước đi. Ừ. Con trai ơi, mẹ Duyên cứ vô rừng lấy gỗ là để cho con ra tay. Thằng anh hai của con nó rất nhã tâm và nham hiểm. Con xem nó là anh, nó có bao giờ xem con là em đâu. Nó cũng lâm lâm muốn chiếm được cái gia tài ba con để lại. Nếu nhân cơ hội này con không trừ khử nó thì con sẽ khó chiếm cái gia sản. Mà mẹ con ta sẽ không còn miếng đất để cắm dù. Nó sẽ đuổi hai mẹ con mình ra khỏi nhà, hồ bơ hồ bớt, thậm chí nó đuổi mình vô rừng nữa. Con ơi, mẹ sợ thú dữ trong rừng lắm. Mà con á, sức con gấp đôi nó. Con có thể giết nó, dục sát nó trong rừng mà không ai biết. Mẹ nói con phải cứng rắn lên. Con biết không, người không gì mình sẽ bị trời tru đất diệt. Hiểu mẹ nói không? Hả? Giết nó, giết nó, giết nó. Nè. Dạ. Coi em kìa, mồ hôi ướt đầm đề cả trán rồi. Đây, để lâu cho. Anh hai, anh hãy bỏ đi đi anh hai. Anh phải bỏ trốn một nơi thật xa anh hai. Tại sao lại bỏ trốn? Anh hai, mẹ em không ưa gì anh. Chắc chắn mẹ em sẽ tìm cái hãm hại anh. Anh hai à, anh và em là hai em của nhau, máu chảy ruột mềm. Mẹ em muốn hãm hại anh, em không thể nào cãi lời mẹ được. Nhưng em cũng không thể nào hãm hại anh được anh hai. Anh hãy đi được nơi thật xa đi anh hai. Nếu có dịp, anh em mình sẽ đoàn viên, được không anh hai? Anh hai, anh em mình trước sau như một. Anh hãy tìm cách lánh nạn một thời gian để bảo toàn tính mạng đi anh hai. Em quỳ xuống đây, mong anh tha lỗi cho mẹ em. Anh hai, tha lỗi cho mẹ em nha anh hai. Anh hai, tha lỗi cho mẹ em nha anh hai. Anh hai. Dừng lại à. Anh hai, số bạc mà mẹ sai em đi mua gỗ, anh dùng đó mà phục thân. Anh hai phải cố gắng học hành thật tốt nha anh hai, để không phụ lòng cha, không phụ lòng em. Anh hai, anh hãy đi nhanh đi này. Anh hai, đi nhanh đi này. Anh hai, anh hai cầm đây. Anh hai đi nhanh đi. Anh phải cố gắng giữ gìn sức khỏe nha anh hai. Hãy bảo trọng nha anh hai. Anh sẽ quay lại tìm em, nhất định anh sẽ quay lại. Anh hai, anh hai. Vậy vô mẹ nói nghe nè. Vô. Sao giết nó chưa? Nói mẹ nghe coi, giết chưa? Dạ rồi. Nè, quan sát nó đâu? Dạ ở... Ở đâu? Dạ dưới vực thẳm. Trời ơi, quăng dưới vực thẳm. Ôi, con trai của mẹ ngoan quá, ngoan quá. Mày làm trò gì mày? Con... Con gì? Con sợ. Trời đất ơi, muốn làm chuyện đại sự mà mắc gì sợ. Mày phải gan lên. Mẹ nói con nghe như vậy nè. Được rồi, con trai ngoan của mẹ, vô trong đi, vô trong, rửa tay rửa chân. Rồi, ăn cơm đi ngủ con. Đi, vô trong đi. Đi, cái thằng này. Ơi, Giang Linh ơi, thiệt tình, vì thương con lắm. Nghĩ đi nghĩ lại, con đâu có lỗi gì đâu. Con chỉ có một cái lỗi lớn nhất trong nhà này là con làm con trai trưởng.
mẹ con vì sợ con lấy hết cái tài sản này mình đối xử với con như vậy. Con về nơi chính xuống cũng đừng có buồn gì nha. Dì hứa ngày này năm sau dì sẽ làm cho con một cái đám giỗ thiệt là bự để con xuống dưới con đoàn viên với ba con. Nha con, đừng có buồn gì. Con trai của mẹ tới thăm mẹ đây mẹ ơi. Con thấy tủi thân và buồn lắm mẹ. Tại sao dì lại căm ghét con đến như vậy? Vậy chị còn gấp tâm hạ hại con nữa. Không có làm gì nên tội đâu mà bắt chính em trai ruột của mình giết mình để trừ hậu hoạn về sau. Mẹ, mẹ ơi, con phải làm sao đây hả mẹ? Mẹ chỉ cho con biết cách rồi mẹ. Bây giờ con ước gì, con ước gì mẹ có thể che chở con như hồi con còn nhỏ. Con hứa với mẹ, con sẽ không nản chí, con sẽ cố gắng học hành thành tài để có cha với mẹ vui lòng. Con sẽ mãi mãi là con của mẹ. Mẹ, con đi nha mẹ. Nhất định con sẽ quay lại, con sẽ quay lại tìm mẹ. Em có nghe tiếng gì không? Như nghĩa. Tiếng ai học bài nghe sang sảng cả dùng. Tắc chung em như dùng. Là ở trên rừng giọng xuống á chị. Nãi khẩu cấp. Vậy thì lạ quá. Xưa nay trên chung rừng làm gì có người ở. Nay lại có dung người học bài giọng xuống làng thôn. Hay tắc là để em kiếm cớ lên rừng kiếm củi rồi dò xét xem sao. Tăng tử. Em nên cẩn thận đó. Dạ chị. Trí bình trị. Nghe tiếng đọc hào sảng khí phách tứ, chắc tứ chắn là phát ra từ giọng một chàng trai nho nhã chí lớn hơn người. Tử khả đọc thi thư dịch.
lễ xuân thu, hiệu lục kinh. Chào cô. Dạ. Có chuyện gì vậy cô? Hình như anh từ xa tới đây đúng không? Dạ phải. Tôi tới đây được mấy ngày rồi. Lấy cây làm giường, lấy lá làm mái. Xin lỗi, có phải tiếng học bài của tôi làm phiền cô không? Dạ không có. Anh học bài nghe hay lắm. Tôi tên là Hồng, còn chị của tôi á tên là Ngọc Châu. Chị tôi sai tôi lên đây mượn anh ít củi. Củi hả? Dạ. Được chứ. Củi đây. Nhiều quá à. Sao mà tôi lên cho xuể. À, không ấy là anh Trinh phụ tôi xuống dưới nha. Sao tự nhiên tôi vô duyên dữ ta. Sự tự nhiên cái tôi phiền anh. Không sao đâu. Tôi còn tính xuống thôn á, mua ít dầu. Sẵn đây có cô á, cô chỉ đường cho tôi luôn. Vậy hả? Vậy mình đi nha. Chị, em về rồi nè. Em có gặp người đọc sách trong trường không? Anh ta trông thế nào? Dạ. Chị, anh ta đã cho mình củi, lại cất công mang xuống cho mình. Không lẽ chị không mời người ta vô nhà uống miếng trà cho đỡ khát hả? Mời chàng vô nhà. Dạ, mời anh. Từ đó hai bên qua lại thân thiết, trở thành láng giềng, tắt lửa tối đèn có nhau. Lúc thì bó củi, lúc thì nắm cơm, lửa gần rơm. Ngày qua ngày, tình cảm thấm thiết. Văn Linh và Ngọc Châu trở thành vợ chồng, trăm năm gắn kết. Con là Văn Linh. Con là Ngọc Châu. Hôm nay tụi con làm mâm cơm này, kính mời ông bà tổ tiên về dùng chút cơm canh đạm bạc và làm chứng cho tụi con nên duyên chồng vợ. Chúng con nguyện sống trọn đời trọn kiếp bên nhau, không rời xa nhau. Đằng đẵng hai năm trôi qua, Văn Linh miệt mài đèn sách để lên kinh ứng thí kỳ thi sắp tới. Ngọc Châu lẳng lặng sau lưng chồng, dịch cưỡi, ươm tơ, lo lắng mọi việc để Văn Linh yên tâm dùi mài kinh sử. Chàng đi đường cẩn thận, đường lên kinh kỳ mất mấy ngày mới tới. Em lo cho chàng lắm. Dạ. Dạ phải giữ gìn sức khỏe, giữ đầu óc tỉnh táo vào trường thi để làm bài thật tốt đúng không? Nàng yên tâm đi, ta biết tự lo cho bản thân mình mà. Ta hứa sẽ không làm phụ lòng nàng đã nuôi ta đèn sách. Trong kỳ thi kỳ này, nhất định ta phải có tên trong bảng tiến sĩ, ta mới về gặp nàng. Em sẽ chờ ngày chàng đem tin vui về. Ta đi nha. Nàng ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Ta đi nha. Chạy hớt hải hớt hải vậy? Em ra chợ đã bán hết giải chưa? Hồi nãy em ra chợ chưa bán gì hết trơn á, thì em thấy một đoàn tùy tùng, nào chiên là nào chóng. Hỏi ra mới biết là tùy tùng của anh Văn Linh. Anh Văn Linh đã đổ bản tiến sĩ, nay quay về làng. Chị ra xem đi chị. Thank you.
Hôm nay ta Vinh Hiển trở về, mang bằng vàng tiến sĩ, đáp lại công ơn của người vợ hiền tảo tần nuôi ta đèn sắt. Các người biết không, đây là người ta luôn nhắc đến với lòng yêu quý. Suốt 2 năm qua luôn ở bên cạnh ta hung đúc như hình với bóng. Hôm nay là ngày vui, ta muốn dắt nàng tới một nơi, theo ta. Bà ơi bà. Ê, cái thằng à. Bà ơi bà, bà ơi bà. Ta đang ngủ mày la gì ấm sầm vậy? Bà cạo cạo vụ gì nói? Bà quan trọng đó về là ăn bà. Dính líu tới tao mà mày kêu ấm sầm vậy mày. Mà quan trọng là ai? Quan trọng là cậu Văn Linh. Văn Linh đã đổ tiến sĩ, đang chiến trống gầm gộ quay về làng đó bà. Gì vậy? Là anh hai đó mẹ. Cái gì? Anh hai đổi tiến sĩ đó mẹ ơi. Cái thằng kia nó mừng nó cà lâm thôi, mày cũng cà lâm nữa. Đi. Cái con, cái anh gì? Hai đổ quan trọng rồi kìa. Là sao? Thằng Văn Linh con giết nó chết rồi mà. Bây giờ tiến sĩ thằng nào nữa? Hả? Thằng nào? Văn Linh nó còn sống hả? Cái gì? Mẹ. Gì mẹ? Mẹ ơi, con đã nói dối mẹ. Con xin lỗi mẹ. Con không nỡ ra tay giết chết anh hai, cho nên con đã thả anh hai đi rồi mẹ ơi. Trời đất ơi, mày nói gì? Mày không dối tao, mày không dối tao mà mày giết tao, mày biết chưa? Mày giết tao, mày biết chưa? Mày có nghĩ vì ai tao phải dắt hết đầu óc tao suy nghĩ. Mày không biết đó, bây giờ nó về đây nó kiếm mẹ nó trả thù. Nó trả thù. Mẹ ơi. Cái gì mẹ? Anh hai không phải là người như vậy đâu. Anh hai chắc chắn sẽ không trả thù mẹ đâu. Đầu óc mày nông cạn lắm mày biết chưa? Nó làm qua về đây, nó giết tao, mày nó trả thù. Nó giết tao mày biết chưa? Không, anh hai là Văn Linh đây. Anh về thăm em đây. Văn Lan à. Mẹ, chắc chắn anh hai không phải là người như vậy đâu. Mẹ đây đi. Con ra kêu anh hai vô. Anh hai ơi. Nói vậy được rồi. Chắc chắn nó không tha cho mình đâu. Hồi đó mình suy nghĩ mua kế để mình giết nó mà. Bây giờ nó làm qua để tôi về. Nó không tha cho mình đâu. Bây giờ phải kiếm kế. Giờ sao đi? Biết chưa? Trời ơi, xấu hổ quá. Mẹ ơi, anh hai về rồi mẹ ơi. Gì à? Con là Văn Linh đây, con đã về rồi. Anh hai về rồi mẹ ơi. Dì ơi, con là Văn Linh, con về rồi đây dì. Dì ơi. Văn Lan à? Dạ. Dì đâu rồi? Mẹ mới đây mà. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Ủa? Mẹ làm gì chỗ này vậy? Mẹ chưa ra đi. Mẹ bị gì vậy? Mẹ ra đi mẹ. Mẹ ra đây đi. Tại sao mẹ lại chui xuống dưới? Mẹ ra đây. Không ra. Không ra. Mẹ ra đi mẹ. Đi ra đi mẹ. Linh đâu? Lôi bà ta ra. Mẹ ra đi mẹ. Không ra. Mấy người dán ra. Đừng có chọn nhọc. Dán ra. Để tôi ra. Được, nhọc. Mẹ sao vậy? Tao hổ không đập ai. Mì xuống. Nay ta là quan trạng quyền cao chức trọng, quay về đây để hỏi tội bà năm xưa. Ta hỏi bà, năm xưa ta tội tình gì mà bà sai Văn Lan giết chết bỏ xác rừng sâu? Lòng dạ của bà còn độc ác hơn thú dữ trong rừng. Linh đâu? Dạ. Lôi bà ta ra, cắt lưỡi chặt tay cho ta. Không. Mấy người không được làm gì hết. Anh hai, em xin anh hai nghĩ tình mà tha cho mẹ. Cũng vì tham lam cái gia sản này cho nên mẹ mới xin giả tâm. Anh hai ơi, bao nhiêu tội trạng của mẹ em xin gánh hết. Anh hai cứ xử em đi. Anh hai. Không được. Oan có đầu, nợ có chủ. Văn Lan, ơn cứu mạng của em ta sẽ hậu tạ sau. Còn vụ ta quá độc ác, không thể tha thứ, phải trừng trị để làm gương cho thiên hạ. Bay đâu? Ý Linh. Không, anh hai tha cho mẹ đi anh hai. Em lùi lại anh hai.
Anh hai tha cho mẹ đi anh hai. Anh hai tha cho mẹ đi anh hai. Đừng bắt, bắt con nha. Con, cứu. Mẹ ơi. Dì ơi. Mẹ ơi. Dì à, con là Giang Linh đây. Con đã về rồi. Anh hai về rồi mẹ ơi. Con về rồi nè dì. Dì ơi. Mẹ ơi. Mới nãy mẹ ngồi đây mà. Anh hai, chắc mẹ ngại chuyện năm xưa cho nên không dám gặp anh. Em nghĩ chắc để thời gian thông thả đi, rồi anh hai gặp mẹ sau cũng được. Còn bây giờ em về anh ra sau mộ thăm cha nha. Đúng đó. Mời anh hai. Xấu hổ lắm, xấu hổ lắm. Không gặp ở đâu. Về đi trước mình. Đi trước mình sợ lắm, sợ lắm. Không gặp ở đâu, không gặp ở đâu. Sợ lắm. Xấu hổ lắm, không gặp đâu. Không gặp đâu. Sợ lắm. Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có một đôi vợ chồng nghèo sống bằng nghề đánh cá. Vợ chồng chàng Út rất yêu thương, quấn quýt bên nhau, luôn chuyện trò không dứt. Vợ Út là người hiền lành, hiếu thảo, hết mực lo cho gia đình chồng. Chị Biên, chị vô đây. Chị kiếm má em hả? Má em đang ngoài bãi đợi thuyền về. Chị biết không, trời bữa nay đẹp biển em. Chắc là mấy ông bắt cá khổng luôn á chị. Thôi đủ rồi. Trời đất ơi. Nãy giờ tôi qua đây tôi nói đúng 4 chữ thôi. Vợ thằng Út ơi. Ha, tôi có nhắc chữ nào tới má không? Làm gì tí lia. Dạ, em tâm hơ quá à. Em xin lỗi chị. Nghe chị kiếm em chi vậy? Làm gì cười? Có gì vui không cười? Vui mà, chị kiếm em vui mà. Chị cái gì vậy? Con mở cá đối nè. Đem vô mần đây. Cá đối hả? Cá mùa này trứng dữ lắm á chị. Hôm bữa anh Út nhà em mà mang về một mớ chua ra rõ luôn á. Cá này đem nướng với ớt là ngon lắm á chị. Ghiền lắm á chị. Cảm ơn chị nha. Ủa, hiền của thằng chồng mà về tới kìa. À? Ở đó mà lo nói chuyện miếp vậy. Dạ má. Vậy con đem cất mớ cá này vô rồi ra tiếp ảnh. Nó ngồi nha má, nó ngồi đi. Chị ngồi chơi nha. Ê trời ơi. Thím Út nói nhiều vậy chắc má nhức đầu dữ lắm má hen. Con mới qua mà nghe thím tía lia hồi cũng nhức đầu. Nhiều bữa vợ chồng nó nói chuyện tao nhức đầu lắm. Tao la tụi nó hoài đó chứ. Dạ đúng, phải la thôi. Tụi nó đó thấy vậy cái kéo ra ngoài nói chuyện tiếp. Không biết cái chuyện gì mà nó nói chuyện hoài vậy à. Mới cưới thì vậy đó má ơi. Má cứ đợi vài năm nữa coi. Đó giống như con với anh Biền nè. Anh Biền vợ hả? Cại miệng ảnh dữ lắm. Ảnh cũng chỉ nói một trong hai chữ thôi. Có hoặc không. À, vợ chồng thằng này á, coi bộ hạ cái tính nói nhiều. Thằng Út có nó đi biển á thì thôi. Mà hả nó về á thì thôi vợ chồng nó nói chuyện miết kìa hả? Má coi giùm con nửa cơm nha. À. Cơm sôi rồi con bỏ lửa ra hết rồi đó. Còn mớ cá lát chồng con về con nướng luôn. Chị ngồi chơi nha má. Chị ngồi chơi nha. Tao biết rồi. Có chai rượu thuốc nè. Nhớ dắt cho mình nha không? Nó lạnh hay đó nhớ mai nó uống cho lại sức nha không? Biết rồi. Nhắc hoài ha. Em mới nhắc cho anh nhớ chúng cô là anh quên lẫn luôn thì sao? Lần nào về cũng còn nguyên si hả? Thì dắt bên mình nó vướng víu cho nên là phải để nghe kẹt đi. Giờ sao? Em bực mình anh quá à. Cái này nè anh phải mang bên mình. Lỡ mà bảo tôi bất thình lình xảy ra có cái mà uống. Vợ lo cho chồng mà chồng biết cảm ơn. Rầy vợ hoài à. Nè. Trời đất ơi. Thím Út ơi là Thím Út. Tới giờ phút này rồi mà thím vẫn còn nói gỡ là sao? Phun nước miếng nói lại từ đầu đi. Trời đất ơi, đi ra biển là mấy chục chiếc thuyền ha. Bao nhiêu con người chứ phải mình chú Út đâu. Thím nói như vậy rồi tất cả mọi người ảnh hưởng chung hả? Thím cũng là dân miền biển mà. Thím phải biết là không có được nói mấy cái chuyện xui xẻo vậy chứ. Tự nhiên cứ nói mấy chuyện xui xẻo thì hoài sao không được. Dạ, phải sửa dạ. Cái tính mình đi. Vợ em chỉ dặn dò em vậy thôi à. Rồi em đi trước nha chị hai. Dạ, em đi nhớ.
Nè nhớ là phải sửa dạ. cái tập cái liền dạ. nha. Anh nói xui xẻo vậy là không được đâu. Thôi đi. Còn cái đống đồ chưa đem lên thuyền kìa. Ở đó một cái tí lia. Quên. Mệt. Đi. Cho đi bà con, cho đi. Tôi chết lắm hay sao mà nói như vậy? Đâu phải, em lo cho mình lắm á. Mà hả, em để ở trong bụng đây nè. Bữa giờ em đâu có dám nói ra đâu. Bây giờ gặp được mình em yên tâm rồi em mới nói ra đó. Tại vì bữa giờ em cứ tưởng là mọi người đi như vậy rồi bão biển nữa là mọi người sẽ không trở về. Em lo lắm. Thì lúc gặp bão á, là mọi người tưởng á, là không ai gặp đi về được rồi đó. Ủa Mà chú Út về chưa? Hả? Chú Út không có đi chung với mình hả? Trời ơi, chú Út đi thuyền riêng của chú Út mà. Lúc gặp bão á, thuyền ai nấy lo. Từ từ xong á, tấp vô bờ thì không thấy cái thuyền của chú Út đâu hết. Trời ơi, vậy không lẽ chú Út bị... Anh Út! Xin lỗi, anh Út ơi! Anh Điền ơi! Anh Út về dân Điền! Hả? Anh Út! Có thấy anh Út đâu không vậy? Không. Anh ơi, có thấy anh Út đâu không? Hả? Có thấy anh Út đâu không vậy? Không. Nhà em á. Anh ơi, anh Út nhà em, anh thấy không? Anh ơi, anh Út nhà em á. Anh Út nhà em đâu anh hả? Thì mà lo chó lớn quá thì anh Út đã bị đâm. Chú Út nó chết mất rồi. Hả?
Thiếm ơi, Thiếm ơi, Thiếm ơi, Thiếm ơi, Thiếm. Giờ thằng Út à, ngồi dậy ăn miếng cháo đi em. Em ngồi dậy ăn cháo đi đã. Hai ngày nay em đã không có gì trong bụng rồi. Anh Út về chưa chị? Chưa em à. Em đi tìm ảnh. Thôi, thôi. Cả làng chài này đã cử những thanh niên trai tráng giỏi nhất đi tìm chú ấy rồi. Mọi người chưa về nên chưa biết ra sao thôi. Thiếm ăn uống cho lại sức đi. Cứ nằm khóc như vậy hoài có ích lợi gì đâu. Hả? Em muốn ngủ. Em cũng muốn ăn. Nói hết lời rồi, không nghe thì thôi. Kệ nó đi, cho nó nằm ngủ cho nó yên. Chứ nó mà thức á, nó khóc lóc hoài làm sao mà chịu nổi. Má khỏe chưa? Sao má không ở trỏng nằm nghỉ đi? Má ra đây làm gì? Ra ngoài cho nó quay khỏa. Nằm ở trỏng riết má muốn đổ bệnh luôn vậy. Ủa chị? Dạ con chào chú. Ngoài có tin gì không chú? Thuyền thằng Tám mới về, tụi nó đang đi tìm ở bên hướng Tây mà không thấy. Chắc phải đợi thuyền biển về coi sao. Mỗi lần có chuyến thuyền đi tìm thì tôi lại hy vọng, mong nó trôi dạt đâu đó có người đến cứu. Giờ thằng Út khỏe chưa chị? Chưa chưa. Ngủ thì không sao, mà nó thức á lòng khóc rã, thiệt là khổ tâm hết sức vậy đó. Chị ráng khuyên cháu nó bình tâm, mọi người cũng đang ra sức mà tìm kiếm thằng Út. Chắc nó mất tích luôn rồi. 3-4 ngày nay bạn bè đi biển đã về hết, chỉ còn có mỗi thằng Út mà. Út ơi, con trôi dạt đâu vậy Út? Miền, sao rồi con? Có chút tung tích gì không con? Nhìn mặt nó đó, là biết liền rồi. Mọi người ra sức chống chọi với lại sóng lớn, tìm cách tạt thuyền vào đảo này ba. Nhưng mà lúc gần bờ con thấy thuyền của chú Út. Nhưng mà bây giờ quay lại đó sục sạo khắp nơi mà không thấy gì hết. Hỏi thăm người ở đó thì cũng không ai thấy. Tụi con có tìm mấy chỗ hàng đá, có chuyện mất gạt ở trong đó. Lúc bảo tàng á thì mọi người á tìm khắp nơi luôn rồi, bây giờ quay lại một lần nữa tìm rất là kỹ mà không ai thấy gì hết. Út, không lẽ con dân số như vậy sao? Con nó chết. Con phải đi tìm chồng. Con phải tìm chồng con mới được. Thiếm ơi, con đi tìm chồng. Thiếm nè, thôi đi Thiếm à. Trai chán trong làng á, dông thuyền ra biển á tìm mà có ai thấy đâu. Thiếm chân yếu tay mềm á, làm sao mà đi tìm được? Phải rồi. Đi tìm chồng Thiếm. Má ơi, con đi tìm chồng con. Anh Út ơi,
bao, cọc bao, cọc bao, cọc bao ơi, cọc có tin dữ, có tin dữ chú Đạo ơi, chú Đạo ơi, dạ, chú Đạo ơi. Tụi bay có thấy tao đang thưởng lãm chim rừng không? Ủa? Chim đâu? Nó bay mất tiêu rồi. Tại hai thằng bay nè, cấp báo, tao đang thưởng ngoạn mà nói mà báo là có tin quan trọng cái nên nó bay mất tiêu là mất dạ. Cái cuộc vui của ta. Có chuyện gì nói đại đi. Có tin dữ, tin dữ lắm. Dạ. Hả? Trong hai bộ dạng của tụi bay, tin dữ cũng phải là hả? Cướp biển, cướp biển, tấn công đạo của chúng ta phải không? Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, đi dạ. Lấy binh khí. Binh khí đâu? Binh khí đâu? Binh khí cất kho hết rồi. Trời đất ơi, giờ này binh khí cất trong kho thì làm sao chống chọi lại chỉ với bọn chúng được? Bây giờ làm sao? Làm sao? Nhưng mà đâu có cướp biển nào đâu. Vậy chứ bọn bay nói là tin dữ là tin gì? Dạ, có tin dữ. Tin dữ là có người chết đuối. Mày khùng. Mày làm tao mệt lắm nha, mày hiểu không? Mày nghĩ sao? Trên đảo của chúng ta một năm bao nhiêu người chết đuối đều trôi dạt đi trên đảo. Rồi chúng ta đã cần cứu từng người từng người. Có gì đâu mà tin dữ. Dạ, cái tin dữ ở đây á là người chết đuối đó là một người thanh niên, chàng trai trẻ. Thanh niên, chàng trai trẻ? Dạ. Trời ơi. Mày khùng. Mày nghĩ sao vậy? Thì người ta chết đuối, người ta trôi dạt, nam hay là nữ hay trẻ hay già gì cũng là bị chết đuối. Có gì đâu mà gọi là tin dữ. Dạ, tin dữ là công chúa đã cứu người đó. Thấy chưa, con ta mà lúc nào cũng nhân hòa, lúc nào cũng hiền từ. Khi thấy người ta chết đuối một cái là sẽ đưa lên bờ cứu sống người ta. Ôi con của cha, một người con thật là tuyệt vời. Dạ, cái đó không phải dữ đâu, mà cái này mới dữ nữa nè. Cái vụ gì dữ? Là công chúa cứu chàng trai đó, ôm từ dưới nước đem lên rồi ôm vào lòng để sưởi ấm cho người nữa đó. Dạ. Trời, con của ta mà mình cứu người thì mình phải đem từ dưới nước mình đưa lên bờ, sau đó mình ôm người ta trong lòng, mình ru qua ru lại cho người ta ấm, rồi cuối cùng người ta mới hả? Trời ơi. Dạ. Không được. Chuyện này là sao? Đúng là tin dữ rồi. Tại sao con của ta cành vàng lá ngọc, một công chúa lừng lẫy như vậy mà ôm một cái người thanh niên vô lòng? Trời ơi, cái tin này mà lan truyền khắp đảo, mặt mũi ta còn đâu, danh giá của con gái ta còn đâu. Dạ, trời ơi, không thể được. Không thể được. Cho ta biết chuyện này, có ai biết được chuyện này không? Dạ, chỉ có hai con biết à. Có hai thằng bay biết thôi phải không? Dạ, đúng rồi. Mà chắc chắn là chỉ có hai thằng bay thôi phải không? Dạ chắc. Muốn ngăn cản chuyện này, bảo vệ danh giá của con ta và bảo vệ danh dự của ta, chỉ có một cách thôi. Giết người diệt khẩu. Chính xác. Bịt đầu mối. Đúng rồi. Dạ. Bay đâu, đem hai thằng này ra giết cho tao. Chú Đạo ơi, sao giết hai thằng con? Sao giết? Bởi vì cái chuyện này chỉ có hai thằng bay biết thôi. Nếu mà không giết hai thằng bay là hai cái thằng nhiều chuyện nhất cái đảo này. Hai thằng bay biết là cả cái đảo này biết thì mặt mũi ta còn ở đâu? Tụi con không nói cho ai biết đâu. Không được. Giết. Không được. Tụi bay chắc chắn tụi bay sẽ nói. Không ấy, cắt lưỡi tụi bay. Dạ. Mà cũng không được. Cắt lưỡi tụi nó vẫn còn cái tay, nó giết được. Người ta cũng biết vậy. Không ấy chặt tay. Chặt tay con. Chặt tay, chặt tay, chặt chân, cắt lưỡi. Dạ. Nhưng không được. Tụi bay vẫn còn có cách nói. Tao phải giết tụi bay. Mày đâu? Chú Đạo ơi, chú Đạo. Trước khi tụi con chết á, còn con cách này là chú Đạo, là bảo đảm là bịt đầu mối mà vì cỏ tận gốc luôn á chú Đạo. Cỏ tận gốc hả? Dạ. Nói. Dạ. Hãy nói cho tao biết cái chuyện đó là chuyện gì. Tại vì cái chuyện này không phải hai con biết không đâu. Hả? Trời ơi, thấy chưa? Chưa gì, ngoài hai thằng bay còn bao nhiêu người biết nữa? Dạ. Còn dạ. Một thằng nữa biết. Hai thằng bay còn một thằng nó biết nữa. Thằng đó là thằng nào? Nói ta sẽ giết thằng đó luôn. Dạ, thằng này nè. Tụi bay nghĩ sao? Tao tự đi giết tao, tao tự đi bôi nhọ của tao vậy. Hả? Phải giết hai thằng bay. Phải giết hai thằng bay. Dạ, chú Đạo ơi, con đã có cách rồi chú Đạo. Cách gì mày nói đại đi. Dạ, để xóa được vết nhơ của công chúa và giữ được uy danh của chú Đạo và công chúa thì con có một cách là hãy tán thành cho công chúa với chàng trai đó. Lấy nhau thì sẽ giữ được thanh danh của chú Đạo và công chúa. Không được. Con ta là cành vàng lá ngọc, một công chúa rất là hiền hòa, cao sang quyền quý như vậy. Nghĩ sao gả cho một thằng chết đuối là dân chài. Thì còn cái gì là công chúa mà cao sang quyền quý của con ta. Dạ chú Đạo ơi, nói đúng đó. Người chết lúc nào cũng thật lòng với chú Đạo. Tại vì á, gả công chúa cho cái người đó đi thì công chúa sẽ không bị ô uế, người không bị tiếng xấu đồn xa. Chứ giờ mà chú Đạo không gả, dù có giết hai con á, mười mốt
biết đâu có người nào nói nữa thì công chúa sẽ bị ế, không ai lấy nữa đâu chú Đạo. Đừng nói nữa, đã đau lòng quá. Bây giờ ta phải làm sao? Làm sao đây? Mình mới có cách nào? Ta có cách. Muốn xóa vết nhơ của con ta, muốn bảo vệ danh dự của con ta, thì còn một cách duy nhất. Gã. Chờ một chút. Gã. Không gã. 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 Tôi mệt quá. Gã. Không gã. Không gã. 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 Không gã. Không gã. Không gã. Không gã. Gã. Không gã. Vậy là cuối cùng không gã đó hả? Không được. Gã. Là Bụt đây. Ông là ông Bụt hả? Phải. Mấy ngày nay ta thấy con lang thang đi tìm chồng, làm cho ta không khỏi động lòng. Nay ta đã có cách giúp con. Dạ. Ông ơi, ông giúp con tìm chồng con đi. Ơn này con xin gắn hộ ông nhiều lắm. Được. Vậy con hãy xòe tay ra. Ngậm viên ngọc này vào miệng, con có thể bay ra biển cả mà tìm chồng. Nên nhớ, phải ngậm miệng thật chặt, đừng để ngọc rơi mà nguy hại đó. Dạ, xin nghe lộn vậy. Ông Tiên ơi, dạ, con cảm ơn nhiều lắm, con cảm ơn nhiều lắm. Chàng Út trôi dạt vào một phần đảo xa và được công chúa cứu sống. Theo quy định của đảo, công chúa sẽ lấy chàng Út làm chồng, nhưng chàng vì thương nhớ vợ hiền nên chẳng thuận lòng. Công chúa đem thức ăn đến cho người nè. Cảm ơn công chúa nhiều.
Chàng đã bình phục hẳn chưa? Có còn đau chỗ nào nữa không? Đa tạ công chúa đã cứu mạng. Nay tôi cũng đã bình phục rồi. Mong công chúa cho tôi sớm trở về với quê nhà. Về đâu? Đây là nhà của chàng mà. Chàng trở về đâu nữa? Chàng á sẽ là người nối ngôi, cai quản hòn đảo này. Công chúa, chắc công chúa chọc tôi đúng không? Công chúa nói gì tôi không hiểu gì hết. Dạ thưa, chúa đảo truyền lệnh khi nào người khỏe hẳn, chúa đảo sẽ làm lễ cho người được kết duyên cùng công chúa. Không, không được đâu. Tôi phải trở về đất liền. Tôi có vợ ở đất liền mà. Không được đâu công chúa ơi. Tại sao lại không được? Chàng có biết á, ta đã cứu chàng, ta đã ôm chàng vào lòng, ta phải làm vợ của chàng. Đó là luật lệ của hòn đảo này. Công chúa ơi, không được đâu công chúa. Tôi đã nói rồi, tôi đã có vợ ở quê nhà. Làm ơn đi, vợ tôi đang mong chờ tôi lắm, cho tôi trở về đi. Đây á là luật lệ của hòn đảo này. Nếu chàng giống chống lại thì chàng sẽ bị bêu đầu đó. Vậy thì mong công chúa cho tôi gặp chúa đảo, tôi sẽ năn nỉ ngài ấy. Tôi nói rồi, vợ tôi mong chờ tôi về từng ngày. Tôi mà không trở về chắc cô ấy chết mất. Ta mong rằng chàng sẽ suy nghĩ lại. Chàng đang ở một hòn đảo rất là xa đất liền. Nếu như chàng không làm chồng của ta đó thì chàng cũng không bao giờ trở lại đất liền được đâu. Á, công chúa. Thiếp xin chàng hãy bình tâm. Thiếp mong rằng chàng sẽ suy nghĩ lại. Chàng ở đây, chàng sẽ được làm chúa đảo, sẽ được có vợ đẹp, sướng gấp trăm ngàn lần khi ở nhà. Thôi, thiếp sẽ lui bước để chàng nghỉ ngơi. Nhờ sự giúp đỡ của tiên ông, vợ Út đã đến được hòn đảo xa tìm gặp chồng. Vợ chồng sum họp vui mừng khôn xiết. Nàng Út nhanh chóng cứu chồng trở về đất liền. Vợ ơi, mở mắt ra được chưa? Ủa, mình đang bay. Bay. Ủa, bằng sao vợ tới được đảo hay vậy? Vợ bay hả? Ồ, hay quá vậy. Sao vợ không nói gì với chồng vậy? Nói đại câu gì gọn gọn nghe dễ thương nè. Nói để cho anh biết sao em bay được. Nói cho biết đi. Lát tụi vô bờ nói cho anh nghe. Kỳ miệng kỳ á. Ủa, bộ giận anh chuyện công chúa hả? Không, đừng có nghĩ vậy nha. Anh với công chúa không có ý gì đâu. Trời ơi, giận cái gì mà giận? Người ta đã nói là không có nói được mà. Thôi. Vậy không nói chuyện với anh làm tức lắm. Bây giờ quay lại cái đảo đó đi. Về nhà mà hả, nghĩ sao hai vợ chồng nói chuyện nhau, giận nhau vậy hoài sao sống được. Thà anh quay về đã, anh cưới ông chú, không bao giờ anh về nghe. Bây giờ có nói không? Nói một câu đi. Không nói thì thôi, quay về đảo. Mệt quá, quay về đảo. Trời ơi, ở đó là mở miệng không có được. Mở miệng ra rồi rớt xuống biển liền á. Ngày nay chúng ta thường thấy loài sam biển bao giờ cũng bơi theo từng cặp, con cái bám vào lưng con đực. Người ta cho rằng đó chính là hiện thân của đôi vợ chồng người đánh cá chung thủy ấy. Sống cũng như chết, họ chẳng muốn rời nhau nửa bước.